Hàn Tín. Lúc còn Hàn Vi, nhà nghèo không có tài năng đức hạnh, không biết lo làm ăn, thường hay ăn bám ở kẻ khác. Tấm thân khốn nạn này, tài hèn không đủ nuôi thân, có đâu nói đến chuyện phú quý. Thua Hàn Vi của Hàn Tín như vậy, với những cố sự không mấy đẹp đẽ, nào là luồn chôn giữa chợ, nào là phiêu bạt lang thang. Nhưng chúng ta tự hỏi, nếu Hàn Tín chỉ có xin ăn và lang thang như thế, thì tài kinh luân có một không hai kia, ông học ở đâu? Sống trong chế độ phong kiến và độc đoán, chắc chắn khi viết về một nhân vật được chính quyền lúc đó cho là phản nghịch, không ai dám viết sự thật hơn. Tư Mã Thiên cũng không ra ngoài thông lệ đó. Nếu ta bỏ qua cảnh Hàn Vi, chịu luôn khổ để giấu cái tài của mình, thì Hàn Tín là nhân vật lỗi lạc bậc nhất trong các tay anh kiệt của thời tiền Hán. Và về mặt đạo đức, không kém gì Phạm Tăng. Công trạng của Hàn Tín đối với Hán to lớn hơn bất kỳ nhân vật nào thời đó. Các bạn thân mến, hôm nay cùng mình tìm hiểu qua nhân vật Hàn Tín ở một cách nhìn khác, từ tóm tắt tiểu sử đến lúc Hàn Tín bắt đầu ra mắt Hạng Lương và những nhận xét. Các bạn xem video thấy hay thì nhấn like nhé. Đôi nét về nhân vật Hàn Tín. Hàn Tín, không rõ năm sinh, mất năm 196 trước công nguyên. Người ta không biết rõ năm sinh của Hàn Tín. Theo sử ký, Hàn Tín là người cao lớn, tướng mạo phương phi, người đất Hoài Âm thuộc Sở. Lúc còn Hàn Vi, nhà nghèo không có tài năng đức hạnh, không biết lo làm ăn, thường hay ăn bám ở kẻ khác. Thường câu cá trên sông Hoài để độ nhật, nhiều ngày không có ăn, được phiếu mẫu cho ăn. Thua Hàn Vi của Hàn Tín như vậy, với những cố sự không mấy đẹp đẽ, nào là luồn chôn giữa chợ, nào là phiêu bạt lang thang. Nhưng chúng ta tự hỏi, nếu Hàn Tín chỉ có xin ăn và lang thang như thế, thì tài kinh luân có một không hai kia, ông học ở đâu? Sống trong chế độ phong kiến và độc đoán, chắc chắn khi viết về một nhân vật được chính quyền lúc đó cho là phản nghịch, không ai dám viết sự thật hơn. Tư Mã Thiên cũng không ra ngoài thông lệ đó. Khi Hạng Lương kéo quân qua sông Tứ để đi đánh Tần, Hàn Tín chống gươm đến tìm vào yết kiến Hạng Lương. Lương đã nghe những tiếng không mấy đẹp về Tín, nên không muốn dùng, nhưng vì Phạm Tăng biết Tín là người có tài, cố sức đề bạt, Tín được dùng vào chức chấp kích lang, tức tên lính cầm giáo đứng hầu. Khi họ Hạng kéo quân đi đánh Trương Hàm, Tín nhiều lần đưa kế, nhưng chú cháu họ Hạng không nghe, và Hạng Lương chết vì không chịu nghe lời bàn của Tín. Đến đây, các bạn có biết lời bàn cụ thể mà Hàn Tín đưa ra cho Hạng Lương như thế nào không? Đó là, chuyện kể khi Hạng Lương chia quân ra làm bốn đạo, tấn công bốn mặt bao vây thành, quyết đánh gấp Trương Hàm, phá cho được thành, nhưng bị thất bại, vừa giận vừa buồn, ngày đêm tính không ra kế. Bây giờ có viên chấp kích lang là Hàn Tín thấy vậy vào thưa, việc quân tấn thối không nên diên trì, tức kéo dài. Nay quân ta phá thành không được mà cứ đóng mãi dưới thành, đêm ngày trễ biến, phòng địch biết được, nhân đêm kéo ra cướp trại thì nguy. Đánh thành là việc nhỏ, phòng bị là việc lớn, xin ngài hãy thận trọng. Hạng Lương nổi giận hét, ta từ khởi binh ở Cối Kê, uy danh lừng lẫy. Trương Hàm nghe đến tên ta đã vỡ mật, còn dám mở cửa thành để ra cướp trại sao? Ngươi là tên lính hầu, biết gì mà nói nhảm. Tín lặng thinh lui ra, Tống Nghĩa nói, Hàn Tín tuy là tên quân hầu, nhưng lời nói đầy thao lược, xin tướng quân chớ khi dễ. Kẻ thắng tự kiêu thường là tự sát. Hạng Lương nghe Tống Nghĩa nói càng giận thêm. Đêm ấy Trương Hàm dò biết Sở không phòng bị, truyền ba quân ăn thật no, nai nỉ chỉnh tề, ngựa không lạc, người ngậm tâm, kéo qua trại Sở. Quân Sở đang ngủ say, bỗng nghe phác lệnh, bốn bề quân nó vang vầy, quân Sở rối loạn. Hạng Lương đang say rượu nằm mê mệt, không hay biết gì, bọn tả hữu vực ra ngoài viên môn. Lương tỉnh lại, nhưng còn loạng choạng, chưa kịp lên ngựa, đã bị tên tướng Tần là Tôn Thắng xông tới, vớt cho một đao rụng đầu. Hạng Lương bị giết, Sở binh rối loạn, đạp lên nhau mà chạy. Trong chiến tranh, kẻ tự kiêu là tự sát. Mình kể đến đây thôi, quay lại nhân vật chính là Hàn Tín các bạn nhé. Khi Hạng Vũ diệt Tần xong, phong tước vị cho các chư hầu, Tín vẫn giữ chức chấp kích lang. Tín tuy buồn nhưng không chán. Vài tờ biểu có tính cách chiến lược của Tín dâng lên cho Hạng Vương, đã không được Hạng Vương trọng dụng, mà còn bị Hạng Vương đòi chém. Tín nghe lời Trương Lương và Trần Bình, bỏ Sở trốn vào Bao Trung theo Hán. Theo Tư Mã Thiên, có lần Tín bị tội chết chém, không nói rõ là tội gì, cũng không nói năm nào. Đến lúc hành hình, Tín ngóc đầu lên hỏi Đằng Công, Hạ Hầu Anh. Nhà vua không muốn về đông sao, lại chém tôi. Đằng Công thấy lời nói lạ, lại thấy Hàn Tín có dáng dấp đặc biệt đáng kính trọng, bèn tìm hiểu và giới thiệu với Tiêu Hà. Hà có xét qua Hàn Tín, hai ông đều kính phục Hàn Tín. Hà nhiều lần tiến cử Hàn Tín lên cho Hán Vương. Hán Vương khinh miệt không dùng. Tín lại bỏ Hán trốn đi, Tiêu Hà đuổi theo mời Hàn Tín trở lại. Bọn Đằng Công, Tiêu Hà cố khuyên Hán Vương nhiều lần nữa,
họ đem cả sinh mệnh của họ ra bảo lãnh Hàn Tín. Cuối cùng Hán Vương trọng dụng, giao quyền quân đội cho Tín nắm giữ. Mùa thu năm thứ hai nhà Hán, năm 206 trước công nguyên, Hàn Tín dùng kế Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, ra đánh lấy Tam Tần, tiến chiếm Hàm Dương. Thường Hàn Tín dùng mẹo, rất ít người hiểu. Mẹo của Hàn Tín đưa ra đều kín đáo và sâu sắc. Họa may có Phạm Tăng mới hiểu được kế của Hàn Tín. Sau này còn có Chu Lan. Hàn Tín định Hàn Ngụy triệu đại, rồi phá tan đại quân của Tề, chém đại tướng Long Thư, đuổi bắt Chu Lan. Nhưng Lan tránh khỏi. Lần thứ nhất Hàn Tín phá tan 30 vạn quân Sở do Hạng Vương chỉ huy trên bờ sông Kinh Sách ở Huỳnh Dương. Lần thứ nhì tại núi Quảng Võ, Hàn Tín phá tan đại quân Sở cũng do Hạng Vương điều khiển. Lần thứ ba tại Cai Hạ cũng là trận cuối cùng của Tín phá Sở. Hạng Vương tự vấn, nhưng Hạng Vũ vừa chấm dứt sự nghiệp, đến lượt Hàn Tín bị cướp binh quyền, cử ông sang làm Sở Vương. Sau đó Hán Vương dùng mẹo Trần Bình, giả đi chơi Vân Mộng, bắt Hàn Tín quy tội làm phản, rồi cải phong làm Hoài Âm Hầu. Sau đó Tiêu Hà và Lã Hậu kết ông tội làm phàm, chém cả ba họ. Bậc thức giả nghe lời đối thoại của Khoái Triệt với Lưu Bang mà ngùi cho Hàn Tín. Nếu Hàn Tín chịu nghe theo kế tôi, thì hôm nay Tín đâu có thế này. Nếu ta bỏ qua cảnh Hàn Vi, chịu luôn khổ để giấu cái tài của mình, thì Hàn Tín là nhân vật lỗi lạc bậc nhất trong các tay anh kiệt của thời tiền Hán. Và về mặt đạo đức, không kém gì Phạm Tăng. Công trạng của Hàn Tín đối với Hán to lớn hơn bất kỳ nhân vật nào thời đó. Nếu Phạm Tăng không được Hạng Vũ trọng dụng một cách nhiệt tình, thì cái chết của Phạm Tăng không bi đát và oan uổng so với cái chết Hàn Tín. Người ta thường ca tụng Gia Cát Lượng là vị vạn đại quân sư, nhưng xét cho cùng thì Gia Cát Lượng vẫn bị thua Tư Mã Ý rất nhiều trận. Trái lại Hàn Tín chưa hề thất bại dù một trận nhỏ. Những trận gọi là thất bại của ông, đó chẳng qua là cái kế để thắng một trận to lớn hơn. Không phải đợi lâm trận, Hàn Tín mới nghĩ kế. Ông đã nghĩ đến mọi chiến lược, mọi chiến trường từ khi còn ở Bao Trung hoặc trước đó nữa, trên đường đi chinh chiến với Hạng Vũ. Trương Lương cho Hàn Tín là kẻ vì lợi hơn nghĩa, đó chẳng qua lời nói để che giấu một thủ đoạn của mình. Cứ xét những vị vương của các chư hầu, ai đã có nhiều công trạng hơn Hàn Tín? Thế nhưng họ được phong vương, có lý nào Hàn Tín không được phong? Ý của Khoái Triệt là thiết lập một hệ thống sự nghiệp theo từng bước. Đầu tiên là tập kích nước Tề để có một quyền bính đích thực. Bước thứ hai cần được phong vương. Trước là làm cho Lưu Bang có mối ác cảm ra mặt để Hàn Tín dễ xử sự. Sau nữa Hàn Tín có vai vế với thiên hạ. Nếu Hán trở mặt thì sẵn có một binh lực tinh nhuệ, có thể nhân đó Hàn Tín tranh thiên hạ. Bước thứ ba là chia ba thiên hạ, có thể liên minh với Sở để đánh Hán. Nhưng Hàn Tín thì chỉ có ý lợi cho đôi bên. Một là tập kích Tề, để Tề sợ uy Hán mà không sinh lòng tráo trở. Thứ hai xin được phong vương vì Hàn Tín cũng rất xứng đáng với địa vị ấy. Đồng thời nước Tề khỏi có sự nhiễu loạn phiền phức, nhưng các mưu sĩ của Hán thì ganh với chức vị đó. Riêng phần Lưu Bang đã có chủ đích, tất cả đất của các chư hầu đều phải được lấy lại và chuyển giao cho họ Lưu. Cho nên kế sách của Khoái Triệt là đối lập với chủ đích về quyền lợi của Lưu Bang. Cuối cùng Hàn Tín chết vì Tín không nỡ phản chủ. Nói cách khác, Hàn Tín cứ cho rằng không ai nỡ phản mình, vì Tín là người ân khắp thiên hạ. Hàn Tín chết là bài học xương máu của lịch sử. Tư Mã Ý, Lý Uyên đã học theo sách của Khoái Triệt. Các bạn thân mến, đến đây hãy nghe mình kể tiếp chuyện về Hàn Tín và những ngày đầu tìm đến Hạng Lương khởi binh đánh Tần để tiến thân. Các bạn thấy hay thì nhấn like giúp mình nhé. Hàn Tín, tấm thân khốn nạn này, tài hèn không đủ nuôi thân, có đâu nói đến chuyện phú quý. Tướng hùng cứ ở Vu Thai là Trần Anh, hay tin dẫn đại binh ra đón tiếp. Hạng Lương đem quân vào thành, thống suất binh mã rồi tự mình điều khiển một đạo quân đóng ở nơi bờ sông Tứ Thủy để làm thế ỷ dốc. Từ đây Hoài Vương đóng đô ở Vu Thai, quần thần đông đảo, quân sĩ kiêu hùng, hào kiệt bốn phương đầu phục mỗi ngày một đông. Một hôm, có người đất Hoài Âm tên là Hàn Tín chống gươm đến bờ sông Tứ Thủy, ra mắt Hạng Lương. Lương nhìn thấy Hàn Tín gầy gò không muốn dùng. Phạm Tăng nói, người này tuy dáng gầy gò nhưng chứa đựng tiềm năng về thao lược. Tướng quân chớ nên bỏ mà mất đi một bậc thiên tài. Hơn nữa đừng lúc ta chiêu hiền đãi sĩ mà bỏ rơi một người thì có thể làm phật ý hàng trăm hào kiệt ở bốn phương. Hạng Lương nể lời Phạm Tăng cho Tín làm chức chấp kích lang Lưu dưới trướng để sai khiến. Hàn Tín quê ở Hoài Âm, nhà nghèo câu cá ở sông Hoài, nhưng nghề câu không đủ nuôi sống, nhiều bữa phải nhịn đói suốt ngày. Bên cạnh nhà có người phiêu mẫu, bà chuyên bôi hồ trên các vải lụa, thấy Tín đói thường dẫn về nhà cho ăn. Hàn Tín cảm nghĩa nói, ngày sau tôi sẽ đền ơn cho bà. Phiếu mẫu mắng, sức vóc đàn ông mà nuôi thân không nổi, ta có mong gì đến sự đền ơn của kẻ bất tài.
Hàn Tín nghe phiếu mẫu nói thế, chỉ mỉm cười, không nói gì. Một hôm Tín ra chợ bán cá, có anh hàng thịt thấy Tín quá nghèo đói, dùng lời khinh bỉ. Tín, mày kiếm cơm không đủ ăn, cái thân nam nhi như mày thật ti tiện, thế mà ngày nào mày cũng đeo gươm đi dạo phố phường. Để làm gì? Có dám đâm tao không? Nếu không dám thì hãy quăng gươm, luôn dưới chôn ta đây, chớ làm ra mặt hào kiệt. Tín đỏ mặt, sau một hồi suy nghĩ, Tín khúm núm luồn qua chôn gã bán thịt rồi đi. Cả chợ cười ầm cho Tín là đứa nhút nhát. Có một người tên là Hứa Phụ, giỏi về nghề xem tướng, nói riêng với Tín. Anh có tướng vương hầu, tuy khổ cực bây giờ, nhưng ngày sau phú quý đến tột bậc. Tín cười nhạt đáp, tấm thân khốn nạn này tài không đủ nuôi sống, nói chi đến chuyện phú quý. Kịp đến lúc Hạng Lương khởi binh đánh Tần, Hàn Tín tìm đến để tiến thân, không ngờ Hạng Lương khinh bỉ, cho làm chức chấp kích lang đứng lộn trong đám quân hầu. Tuy có buồn, nhưng Hàn Tín vẫn kiên nhẫn và không bất mãn. Nhận xét, quân tử lúc cùng đành thẹn mặt, anh hùng khi gấp cũng khoanh tay. Còn trời, còn đất, còn non nước, có lẽ ta đâu mãi thế này. Hàn Tín luồn chôn giữa chợ đó là một cái đau đớn cho ông ta có thể nói là suốt cả đời. Hoặc đó cũng có thể là cái roi quất vào mặt của bọn vũ phu ngu ngốc. Mang gươm đi ngoài đường là tục lệ của người Trung Quốc xưa nay. Người ta nói kẻ sĩ chịu chết chứ không chịu nhục, không chịu làm điều ác. Câu nói ấy đúng. Tuy nhiên nếu chịu khổ nhục để làm một kỳ tích cho đời, thì cái chịu nhục đó trở thành cái cao quý. Về võ công Hàn Tín thừa sức để giết gà bán thịt vô danh kia, nhưng chấp gì cái tên khốn nạn đó. Vì giữa lúc nhà Tần muốn tìm những kẻ có tài để giết, thời đó anh hùng phải ẩn tích. Cỡ như Phạm Khoái đi bán thịt chó, Trần Bình phải xách thớt chia phần. Trước, Trương Lương cúi mình để lượm dép ba lần, quyết mưu cầu sự học hỏi để giúp đời. Đó là người có chí. Bây giờ, Hàn Tín giấu tài để luồn chôn giữa chợ cốt mưu việc lớn cho ngày sau. Chỉ sợ kẻ chịu nhục và tiếp tục chịu nhục suốt đời. Rốt cuộc rồi cũng không giúp gì cho đời một ý kiến hay. Bậc thức giả đọc đến đây đều lấy làm ngậm ngùi cho ông, chứ không thể chê trách được. Và lại ta cũng đã thấy, trong lịch sử không thiếu vắng những trường hợp như vậy. Chu Văn Vương ngồi tù rũ lý 7 năm, giả ngu để ăn thịt người, thịt con là bá ấp khảo. Mong qua mắt vua trụ để trở về Tây Kỳ mưu việc lớn, Chu Văn Vương là bậc hiền sĩ. Câu tiễn vì đại cuộc phải chịu nếm phân của Ngô Phù Sai. Tôn Tần khi biết Bàng Quyên muốn hại mình cũng phải đành bưng bát phân mà ăn ngon như thường. Tôn Tần là bậc đại trí, phải dưỡng tấm thân hữu dụng sau này. Đến như Khổng Minh và Tư Mã Ý chọi nhau, Ý sợ không dám ra quân, cố thủ để dùng kế, lấy khỏe đợi mệt. Bị Gia Cát Lượng khích, không ra trận thì mặc áo quần đàn bà vào. Ý vui vẻ mặc ngay giữa ba quân. Nếu nhục thì Tư Mã Ý quả nhục hơn Hàn Tín nhiều lắm, vì Tư Mã Ý đánh không lại Khổng Minh mà chịu nhục. Còn ở đây, Tín đủ sức giết gã vô lại kia, nhưng không thèm bận tâm mà chỉ muốn giấu mình, Hứa Phụ cho dẫu không phải là nhà tướng số. Nhưng lời khuyên của Ý đối với Tín lúc ấy rất có giá trị. Kẻ tự cho mình là tài trí như Hạng Lương mà không biết dùng Hàn Tín, Hạng Lương kém xa Hứa Phụ. Kẻ có tướng mạo xấu xí như Bàng Sĩ Nguyên, cằm vĩnh, dâu tua, bậc đại danh như Tôn Quyền, Lưu Bị mà vẫn không biết dùng, vì họ chỉ nhìn vào tướng mạo đẹp xấu. Ở đây, gồm có nhiều phe phái nhưng cũng một mục đích đánh Tần. Tín có thể bỏ nơi này đi nơi khác, không ai trách được. Phạm Tăng mới gặp Tín lần đầu đã nhìn ra được chiều sâu và chiều xa của Tín mà khuyên Hạng Lương dùng. Lương vẫn không nghe. Than ôi, những kẻ như Hạng Lương làm sao đủ tư cách để làm nên đại nghiệp. Qua việc Hàn Tín, Phạm Tăng mới là người đau đớn. Nói về nhân vật Hàn Tín, có nhiều chuyện để nói nữa. Các bạn like ủng hộ mình ra thêm video về Hàn Tín nữa nhé. Hẹn các bạn video tiếp theo.